Nếu bây giờ bạn đang đi ngoài đường, đột nhiên có người té xuống trước mặt bạn, quằn quại vậy đó, thì bạn sẽ làm gì? Chắc hầu hết chúng ta sẽ tìm cách cứu giúp người đó. Tại vì thấy người bị nạn mà bỏ mặc thì kỳ cục quá, đúng không mấy bạn? Vậy thì các bạn có thể giải thích sao về những trường hợp này? Mấy năm trước, ở bên Trung Quốc có một cái vụ, một đứa bé bị xe đụng, mà một đống xe, một đống người đi qua, không ai cứu giúp nó hết trơn hết đó. Cuối cùng chỉ có một cái bà ăn xin, bà tới bà cứu thôi. Và một trường hợp khác cũng ở Việt Nam, hôm bữa có một cô gái bị tai nạn nằm trên lề đường, rất nhiều xe, rất nhiều người đi ngang qua, cũng không một ai cứu giúp hết. Có phải là những con người đó là những con người máu lạnh hay không? Tại sao ai có thấy ai cũng nói là sẽ cứu người khi thấy người bị nạn, mà có người bị nạn thì lại không ai cứu cả? Nó có phải là sự đạo đức giả, sự vô cảm, sự thờ ơ của một xã hội con người không? Thì trong cái clip này, tôi sẽ giải thích cho các bạn biết, thực ra đó là một trong những hiện tượng tâm lý vô cùng quan trọng của con người. Đó là hiện tượng người ngoài cuộc. Hiệu ứng người ngoài cuộc là như thế nào? Là như vậy đây. Năm 1968, hai nhà tâm lý học là Bip Latane và John Darley, hai người đó mới muốn thử làm một cái thí nghiệm để coi khi có một người bị tai nạn thì bao nhiêu người sẽ chạy đi kêu người tới cứu giúp, và những người đi kêu cứu giúp đó sẽ phản ứng nhanh tới mức như thế nào. Thì hai ông mới kêu mấy đứa học sinh sinh viên đại học tới, tại vì thường tụi nó là rảnh nhất. Thì bắt đầu cái chia ra thành từng nhóm nói chuyện. Thì nhóm đầu tiên là nhóm chỉ có hai người nói chuyện thôi, nhóm thứ hai là nhóm ba người nói chuyện, và nhóm thứ ba là nhóm năm người nói chuyện. Những người đó nói chuyện là mỗi người trong một phòng, nói chuyện qua bộ đàm chứ không có nói chuyện theo kiểu mặt đối mặt. Những cái câu chuyện đó người ta nói là chuyện riêng tư lắm, kiểu như hỏi chuyện nhà anh có bao nhiêu tiền, rồi của anh bự hay nhỏ hay gì gì, nó khó mà gặp mặt đối mặt lắm. Nhưng thì qua chẳng qua là cái sách sắp xếp của thí nghiệm nó là như vậy thôi. Thì các bạn biết không, trong tất cả những nhóm đó đều có một người là chim mồi. Người này sẽ đóng vai trò là trong cuộc nói chuyện thì giả bộ là bị lên cơn co giật, bị tim, bị ngất xỉu, rồi đủ kiểu hết, để coi có những người kia phản ứng như thế nào. Thì các bạn biết kết quả như thế nào không? Trong những cái nhóm mà nói chuyện chỉ có hai người thôi, thì khi mà nghe người bên kia đột nhiên lên cơn đau tim rồi té xỉu gì đó, thì 85% những người tham gia cuộc nói chuyện nó sẽ chạy ra ngoài để kêu người tới giúp đỡ. Ê, tôi đang nói chuyện với nó những cái vụ mà bự bự nhỏ nhỏ thì tự nhiên vừa mới nói bự cái nó té xỉu rồi kìa, trời đất ơi, ai cứu nó không? Nghe bự bự là sợ rồi, trời ơi, chỉ kỳ cục vậy. Nhưng khi trong những nhóm 3 người thì tỷ lệ đó giảm xuống chỉ còn có 65% thôi. Tức là hai người nghe cái người nói chuyện với mình đột nhiên bị lên cơn, co giật, bị đau tim, thì hai người đều nghĩ là chắc có mình thì cũng có con kia, thế nào nó cũng sẽ kêu người tới cứu à, không sao đâu. Tỷ lệ đi kêu người cứu chỉ còn có 65% thôi. Và khi mà tới qua cái group mà cái nhóm mà 5 người á, thì tỷ lệ này giảm xuống chỉ còn có 31% thôi mấy bạn ạ. Người ta thường hay nói là đông nhiều người thì tốt hơn, nhưng mà có bộ cái trường hợp này gọi là bu đông địch thúi á. 5 người cùng nói chuyện mà nghe một người té xuống co giật thì 4 người kia ai cũng nghĩ là chắc có đứa khác nó kêu rồi, cho nên cuối cùng giảm xuống chỉ còn 31% thôi ạ. Có phải là do những người này thờ ơ, máu lạnh, vô cảm hay gì không? Hay đó là một trong những phản ứng tâm lý của con người nó là như vậy? Tới đó bạn nghĩ, ơi tưởng gì, ai không biết, cứ nhiều người thì chắc chắn người ta sẽ cảm thấy ơi chuyện đó chuyện người khác đâu phải chuyện của tôi. Với lại ba cái vụ này là người khác bị tai nạn mà, chứ có phải tôi bị đâu, tôi bị tai nạn là tôi khác. Ok, thì hai ông này ông cũng nghĩ như vậy. Ok, đây là một người bị lên cơn co giật chứ không phải là bạn. Khi mà tính mạng của bạn nguy hiểm thì chắc bạn sẽ phản ứng khác đúng không? Cho nên hai ông thực nghiệm một cái thí nghiệm khác để coi coi sao. Thì thí nghiệm đó là làm sao? Hai ông mời một nhóm cũng sinh viên đại học khác. Sinh viên đại học má đúng là rảnh mà, cứ mời là tới à. Thì bây giờ á là những cái nhóm đó không có nói chuyện với ai, giờ chỉ có vô trong phòng rồi ngồi trả lời câu hỏi thôi. Những câu hỏi thuộc dạng vô thưởng vô phạt, kiểu như là nhà em có bao nhiêu tiền, rồi của em bự hay nhỏ, đại loại đó. Nhưng chia ra hai nhóm, một nhóm là ngồi một mình trả lời câu hỏi,
và một nhóm là trả lời câu hỏi cùng với một đống người, và một đống người đó đều là chim mồi. Tại sao lại phải cần chim mồi? Bởi vì như vậy, trong lúc đang trả lời câu hỏi á, thì đột nhiên có khói bay vô trong phòng. Khói mà bay không phải theo kiểu mà khói đang hút vép hay là khói mà phê pha gì đâu, mà là khói bay theo kiểu là có cháy, có cháy, có cháy. Đó, thì kết quả cho thấy khi mà ở trong phòng có một mình duy nhất, 75% người ngay lập tức chạy ra khỏi phòng khi thấy có khói bay vô phòng. Ta không cần biết vép viết gì hết, không cần biết phê pha cỡ nào, thấy khói là ta chạy ra liền. Chứ không má lỡ một phát, lỡ nó cháy một phát rồi sao, lúc đó bự cỡ nào cũng không ai xài được, bực mình lắm. Ok. Nhưng khi trong phòng đó những con chim mồi khác đều thấy khói nhưng mà vẫn ngồi yên, thì chỉ còn có 10% người là chạy ra khỏi căn phòng đó thôi. Các bạn thấy không? Có nghĩa là người ta thấy khói, cảm thấy là có thể là có thể có cháy đó. Nhưng khi người ta nhìn thấy những người khác có vẻ là sao mấy người này đâu có phản ứng gì đâu, vậy chắc cũng không có nguy hiểm gì đâu, cháy thôi mà, chết cháy hồi chết hết, chắc đâu ai muốn chết đâu, cho nên chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Thấy hai con số không? Khi ở một mình thì 75% sẽ ngay lập tức chạy ra khỏi phòng khi có sự nguy hiểm. Nhưng khi ở chung với một nhóm người và thấy những người đó có vẻ như cũng không có phản ứng gì cả, thì chỉ còn 10% những người chạy ra khỏi nơi nguy hiểm, mặc dù nguy hiểm đó đang xảy ra trực tiếp với bản thân của mình đó. Đó là hiệu ứng người ngoài cuộc, ngay cả khi bạn là người đang trong tình huống cần phải được sự giúp đỡ và tránh khỏi tai nạn. Những cái thí nghiệm mà tôi vừa nói cho các bạn biết á, đó nó chứng tỏ cho chúng ta thấy khi mà có một tai nạn hay là một sự kiện gì xảy ra mà có người cần giúp đỡ, thì nhiều khi những gì mà chúng ta thấy nó không phải là sự vô cảm, sự thờ ơ của một thế hệ, một xã hội hay gì đâu, mà đó là tác dụng của hiệu ứng người ngoài cuộc. Hiệu ứng người ngoài cuộc nó đến từ hai thứ. Thứ nhất đó là số lượng người có mặt ngay khi cái thời điểm xảy ra cái chuyện đó. Đó gọi là trách nhiệm được chia sẻ đều á. Người Việt Nam mình hay có cái câu là gọi là gì? Nhà nhiều mà người quá thì không có ai quét nhà. Đại loại như vậy đó. Thì cái trường hợp này nó dịch ra theo đúng nghĩa ngôn ngữ hiện đại, ngôn ngữ tâm lý á, đó là hiệu ứng người ngoài cuộc. Khi chúng ta thấy có rất nhiều người cùng ở ngay cái chỗ xảy ra một cái sự kiện, một người nào đó cần sự giúp đỡ, thì chúng ta thường hay nghĩ là không có mình thì cũng có người khác giúp. Và những người khác cũng nghĩ y chang như vậy. Cho nên kết cục là không có ai giúp hết. Cho nên những cái chuyện mà như mà đứa nhỏ mà ở Trung Quốc bị xe đụng rồi cuối cùng chỉ có cái bà ăn xin bà giúp, hay là chuyện cái cô mà bị xe đụng rồi nằm ở trên vệ đường mà quá trời người đi qua mà không ai giúp hết, đó là bởi vì đó là hiệu ứng người ngoài cuộc. Sẽ có một người nào đó giúp mà, tôi bận lắm, không phải tôi, cũng có người khác thôi. Đó gọi là trách nhiệm được san sẻ. Còn cái thứ hai, nó là nằm ở cái chỗ gọi là chúng ta thường nhìn vào người khác để coi người khác phản ứng như thế nào, rồi chúng ta cũng phản ứng lại như vậy. Trong cái thí nghiệm đó các bạn cũng thấy khói bay vô trong phòng. Nếu chỉ có một mình thì chúng ta biết nguy hiểm, chúng ta chạy ra liền à. Nhưng trong phòng có quá nhiều người mà những người khác lại ai cũng ngồi yên hết, vậy chắc cái này nó không nguy hiểm tới mức như vậy đâu. Cái này các bạn có thể thấy rõ ràng nhất về cái chuyện mà không khí. Tôi có làm mấy cái review, mấy cái mà khẩu trang để nói về cái chuyện mà bụi PM2.5 á, cái tình hình mà chặt cây rồi phá rừng rồi đủ kiểu á, nó làm cho bầu không khí của chúng ta vô cùng tồi tệ. Nhưng rất nhiều người đều nói là ai nào cũng chết mà, có gì đâu. Rồi buổi tối đi ra ngoài đường á, thấy nhiều người cũng vẫn ngồi ngoài đường ăn uống vui vẻ cười đùa. Tôi nghĩ là chắc các bạn đó cũng biết về cái vụ bụi PM2.5 này. Nhưng mà 10 người khác cũng vậy, có ai bị gì đâu, chắc cũng không tới mức như vậy đâu. Nhưng mà các bạn quên rằng là khi mà bị bệnh thì chúng ta bị bệnh, chứ những người khác có bị bệnh hay không nó đâu có liên quan gì tới chúng ta đâu. Người nằm trong bệnh viện đóng tiền viện phí đau đớn vật vã cũng chính là chúng ta mà thôi. Đừng để hiệu ứng người ngoài cuộc nó xảy ra ngay với mạng sống của chính chúng ta, bản thân chúng ta và những người thân của chúng ta các bạn ạ. Thật ra cái chuyện mà nhìn coi phản ứng người khác như thế nào á,
để chúng ta phản ứng á, nó cũng thường xuyên xảy ra những cái chuyện như là các bạn nhớ mà mấy cái vụ mà móc túi ở Thủ Đức hay là gì mà trên tivi nó hay chiếu không? Có nguyên một nhóm ở đó, ai cũng biết cái đám đó là cái đám móc túi hết. Xuất hiện là cái đám đó là cái đám móc túi. Nó lên nó móc túi, nó xuống, nó hoạt động ở chỗ đó riết mà tới mức mà phóng viên tới quay, người dân ở đó người ta cũng biết nữa. Nhưng không có một ai làm cái gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy tụi nó móc túi, người khác cũng thấy người khác móc túi, và chúng ta cũng thấy những người đó, thấy cái bọn móc túi đó hành động, nhưng không ai làm gì cả. Thôi, vậy mình làm gì? Nó cũng đâu có ảnh hưởng gì tới mình đâu. Chắc cái chuyện này cũng có người nào đó sẽ lo thôi, chứ không phải là mình. Và bây giờ bạn đã hiểu về hiệu ứng tâm lý người ngoài cuộc rồi, thì bạn có thể làm gì để tránh rơi vào cái trạng thái tâm lý người ngoài cuộc đó khi có một ai đó cần giúp đỡ, hoặc là khi bản thân bạn cần có sự giúp đỡ? Thứ nhất, đó là khi bạn đã biết về hiệu ứng ngoài cuộc này rồi, thì khi có chuyện xảy ra, bạn sẽ có một hành động khác so với những gì trước giờ bạn đang thường làm. Tức là khi bạn thấy một ai đó cần sự giúp đỡ, bạn sẽ có khả năng sẽ đem tới sự giúp đỡ đó nhiều hơn, bởi vì bạn đã coi clip của tôi. Và nhớ những cái clip khác nữa để các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức. Chẳng hạn như là cái vụ cơn đau tim mà thay đổi thế giới phương Tây rất là hay, các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy. Cái thứ hai là khi bạn là người cần được sự giúp đỡ, đừng kêu những cái câu như là ai đó giúp tôi với, cứu tôi với. Bạn hãy kêu một cách thiệt là rõ ràng. Bạn đừng có kêu ai đó, bạn hãy chỉ thẳng vô, bạn kêu chú áo đỏ ơi, chú giúp con với, cô áo xanh ơi, cô giúp con với. Kêu đúng người thì người ta sẽ có khuynh hướng giúp bạn nhiều hơn. Đừng có kêu chung chung, kiểu như là ai đó ra đóng cái cửa đi, là không ai đóng cửa hết. Bây giờ ai hy sinh đi, là không ai hy sinh hết. Bạn hiểu không? Hãy chỉ ra một cách chính xác. Và đôi khi bạn hãy chỉ mình là người đó. Đặc biệt là khi có một ai đó cần sự giúp đỡ, bạn hãy là người đó. Người đó không có nghĩa là khi bạn thấy một ai bị tai nạn là bạn phải chạy tới, bạn xốc người đó lên, bạn đem thẳng vô trong bệnh viện, hoặc là bạn đánh với người khác để mà bạn giành nhau, để tôi chở nó vô bệnh viện cho. Không phải vậy. Nhiều khi chỉ cần bạn xuất hiện và nói câu chú có sao không, cô có sao không, thì nội cái hành động mà bạn tiến tới gần cái người cần sự giúp đỡ, đó cũng là một hành động để cho những người khác cũng sẽ như bạn. Người ta đang ở trong tâm lý của người ngoài cuộc, người ta thấy bạn, người ta nhìn vào những người chung quanh đã thấy có hành động thì người ta cũng sẽ tiến tới, và những người khác cũng thấy như vậy. Nguyên một nhóm người cùng tiến tới, sẽ có nhiều người tiến tới và sẽ có sự giúp đỡ thiết thực cho người bị tai nạn nhiều hơn. Chứ không phải là chỉ đứng ở xa và nghĩ rằng một ai đó sẽ giúp người này mà, không có mình cũng có người khác thôi. Không, bạn luôn là người có trách nhiệm. Hãy là người đó, đừng đợi một ai khác bạn à. Hiệu ứng đám đông, hiệu ứng người ngoài cuộc, hay ha. Rảnh coi lại hiệu ứng đám đông đi, những cái tôi nói hay lắm. Và nhớ đừng quên subscribe, bấm nút cái follow, bấm nút cái chuông để không bỏ lỡ những cái clip hay tương tự. Và nếu các bạn thấy những gì tôi làm có ý nghĩa, các bạn có thể donate qua những cái mà tôi ghi ở đây: PayPal Huy Leo Nè @gmail.com, Venmo Huy Nguyễn Nè, hoặc là Momo ở trên màn hình này, anh editor anh sẽ bỏ trên đó. Đúng không editor? Anh gật đầu rồi, gật đầu nó không có tiếng cho nên tôi nói luôn. Tại vì anh đang nghĩ anh là người ngoài cuộc đó mấy bạn. Nó làm cái clip này mà ngay cả editor của mình còn chưa thoát ra khỏi được cái đó nữa thì nói được ai? Tự nhiên cái cảm thấy buồn dễ sợ vậy đó. Đây là comment của bạn Trần Sơn trong cái video clip vì sao Khoa Bút Khoa Bảnh nổi tiếng. Bạn ghi là mình năm nay 29 tuổi và mình thấy kênh Khoa Bút bổ ích. Và rõ ràng Khoa Búp nổi tiếng hơn Như Leo nhiều, từ lượt xem cho tới lượt sub, bạn không giỏi hơn Khoa được mà nói con nít. Đây không phải là một cái comment duy nhất mà có rất nhiều comment kiểu như vậy. Đó là comment vô tôi 30 tuổi nhưng tôi vẫn coi của Khoa Búp, tôi 100 tuổi nhưng tôi vẫn còn coi Khoa Búp hay gì á. Tại vì trong cái clip đó tôi có nói là coi clip của những cái clip mà hầu như gì đó là con nít coi, phần lớn là con nít. Thì thật ra tôi nói với các bạn nghe,
cái chuyện mà các bạn bao nhiêu tuổi á, nó không có quan trọng bằng cái chuyện bạn có trưởng thành hay không. Nếu mà là một người trưởng thành thì mặc kệ ai nói gì, bạn cũng sẽ không quan tâm tới người đó nói, bạn không có nhảy đông đỏng lên mà bạn chạy vô. Tao 40 tuổi, tao 100 tuổi rồi mà tao vẫn vậy vẫn kia. Tại vì nếu bạn trưởng thành thì ngay cả khi bạn 16, 17 tuổi, bạn cũng sẽ không quan tâm tới những chuyện người khác nói. Hiểu không? Sự trưởng thành nó không nằm ở số tuổi, đó là điều tôi muốn nói cho các bạn biết. Và bạn khác thì comment 2-3 cái y chang nhau luôn. Tôi review cái Queen Max Box với lại trong cái bài hiệu ứng đám đông gì sao cá thống trị thì bạn đều comment sao anh bị tật tay bên trái vậy. Thì tôi muốn nói với bạn là tôi cũng không biết nữa. Cái chuyện này là má tôi đẻ ra là tôi bị vậy rồi, tại vì đây là cái tật bẩm sinh. Cái tay thì rõ ràng nó nhỏ hơn bình thường, nó nhỏ hơn tay phải một chút thôi, nhưng mà tôi cũng vẫn có thể đánh piano được, tôi vẫn có thể móc mũi được và tôi cũng có thể tập tạ được. Cho nên vì một mặt nào đó thì nó rất là khó lật bàn tay. Tại vì tôi tay của tôi nó không có cái cổ tay, cho nên lật là lật phải nguyên cái tay như vậy. Nhưng mà nó cũng không có tới mức nặng như là những đứa khác. Cho nên chuyện cái tay của tôi nó như thế nào nó không quan trọng bằng cái chuyện trong đầu tôi có cái gì. Thì các bạn tới hỏi tay tôi bị gì ở trong những cái clip của tôi, đó là dấu hiệu cho thấy cái tay tôi nó không quan trọng bằng cái đầu của tôi rồi. Có đúng không? Ngại gì mà không subscribe, không bấm cái nút like, không bấm nút share, không có bấm nút cái chuông nữa. Khi tôi có clip gì thì các bạn lên để coi coi cái đầu của tôi nó như thế nào. Đúng không?